Cho nên là bây giờ thì chúng ta tận dụng ha, chúng ta tận dụng học phương pháp siêu trí nhớ là biến đổi tự bản thân chúng ta, hãy biến đổi tất cả những con số, những chữ viết mà chúng ta đang học ấy, làm sao cho nó thành hình ảnh, nó phù hợp với cái não của mình ha, nó phù hợp với não của mình. Thế thì chúng ta sẽ tiếp thu bài tốt, học sẽ nó sẽ tốt hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn không còn sợ học nữa các bạn nha. Đó. Rồi hôm nay thì bài hôm nay của chúng ta ấy, thì sẽ học về cái quy trình học thông minh. Thì cô muốn hỏi các bạn là trong phòng Zoom của chúng ta hôm nay ấy, là có bạn nào chúng ta đã xem cái quy trình học thông minh trong khóa học siêu trí nhớ học đường chưa? Nếu các bạn đã xem các video rồi thì các bạn hãy đánh vào ô chat cho cô số 4 nha. Những bạn nào chúng ta đã xem cái quy trình học thông minh trong cái khóa học siêu trí nhớ học đường của mình rồi thì hãy đánh vào ô chat cho cô số 4. Bạn Hoàng Sâm. Còn nếu bạn nào chưa xem thì hãy đánh cho cô số 0. Bạn nào chưa xem thì hãy đánh vào ô chat cho cô số 0. Bạn Thùy Hương thuộc luôn rồi, tuyệt vời quá. Bạn Cát Tường chưa, bạn Hoàng Quân chưa. Như vậy là các bạn chưa có thời gian đúng không? Phương chưa, Trần Diễm Quỳnh chưa, Phạm Quỳnh Thi chưa. Các bạn chưa xem đó. Thì các bạn biết không, cái khóa học siêu trí nhớ của học đường chúng ta ấy, nó tuyệt vời lắm. Và cái phần mà kỹ thuật ghi nhớ là một cái phần mà nó vô cùng quan trọng và nó rất là có giá trị, mà nó có giá trị nhất trong khóa học siêu trí nhớ học đường. Cho nên là các bạn chúng ta cần phải xem đi xem lại các cái video kỹ thuật đó. Đó là các video kỹ thuật siêu trí nhớ. Nó là những cái phương pháp mà nó phù hợp với lại cái bí mật của bộ não của chúng ta các bạn nhé. Mà các siêu trí nhớ, các siêu trí tuệ người ta đã ứng dụng phương pháp đó để mà ghi nhớ dễ dàng mọi thứ. Các bạn có xem các cái siêu trí nhớ, ví dụ như thầy Nguyễn Hùng Phong là một kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đấy, rồi là Huỳnh Lâm Tính, rồi là chị Phương Trinh Thu Hiền, rồi là rất là nhiều các cái anh chị khác nữa là đã thi cái siêu trí nhớ, siêu trí tuệ thì người ta đều sử dụng cái phương pháp trong cái khóa học siêu trí nhớ học đường này đấy các bạn ạ nha. Đó thì thật ra thì các bạn thấy không, các anh các chị ấy, mình thấy các anh chị mình rất là ngưỡng mộ các anh các chị ấy có thể ghi nhớ một cách tài tình, một cách siêu siêu thật là siêu luôn. Nhưng mà thật ra thì đó là các anh các chị đang thực hiện nhớ, ghi nhớ bằng cái phương pháp siêu trí nhớ trong khóa học của chúng ta đấy các bạn nha. Đó thì hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bạn về cái quy trình học thông minh. Đó là cái quy trình học dành cho những người nào mà chúng ta học theo quy trình đó thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ có cái cách học khoa học và cái hiệu quả của cái việc học của chúng ta nó sẽ tốt hơn các bạn nha. Đó, những học sinh siêu đẳng, những học sinh mà xuất sắc thì người ta sẽ học theo quy trình đó, và đó là quy trình của thầy Nguyễn Phú Phong đã rèn luyện và đào tạo cho cái đội ngũ học sinh của thầy tham gia siêu trí nhớ và siêu trí tuệ theo cái cách đó các bạn nhé. Đó thầy, cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng quan sát vào màn hình cô chia sẻ nha. Cái quy trình học thông minh chúng ta ấy, nó sẽ có 3 nội dung các bạn nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy màn hình cô chia sẻ không? Hãy thấy có thì các bạn hãy đánh vào ô chat số 1 cùng cô nhé. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Quy trình học thông minh chúng ta nó có 3 cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là cái bước chuẩn bị bài ở nhà thì có 6 bước. Bước cái nội dung thứ hai là ở trên lớp chúng ta cần phải làm gì? Thì đó là 3 việc làm cần làm ở trên lớp nha. Và cái nội dung thứ ba là về nhà chúng ta sẽ học như thế nào, thì đó là 4 việc nên làm khi ở nhà. Bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi một cái video ha. Chỗ này khi mà đi học, họ đều học 3 bước. Bước 1 đó là chuẩn bị bài ở nhà. Bước 2 đó là lên trường. Và bước 3 là quay trở về nhà. Vậy thì khi mà chuẩn bị bài ở nhà nghĩa là sao? Thầy thấy có rất nhiều bạn khi mà mình đi học, cô giáo, thầy giáo lên lớp rồi mình không biết hôm nay học cái gì hết.
Đấy, đó không phải là cách học của những người siêu đẳng nha. Những người siêu đẳng là họ luôn chuẩn bị bài ở nhà. Họ biết hôm nay sẽ học cái gì. Để mà chuẩn bị bài ở nhà thì chúng ta có 6 cái bước sau. Bước thứ nhất đó là chúng ta đọc tiêu đề và chúng ta xem cái hình minh họa nếu có. Nghĩa là một cái môn học nào đó thì chúng ta muốn chuẩn bị bài cho nó, thì chúng ta coi cái môn hôm nay chúng ta học là môn gì, cái bài học có tên gì. Và nó thường những cái môn như là lịch sử hay về sinh học hay là các cái môn mà người ta có vẽ cái hình để người ta minh họa cho bài học đó, là chúng ta phải quan sát cái hình đọc được không. Cái bước thứ hai đó là chúng ta đọc các cái mục lớn, mục bé, mục lớn này, mục bé này. Mục lớn nghĩa là gì, mục bé nghĩa là gì? Mục lớn là ví dụ như là một la mã, hai la mã, ba la mã. Mục bé nghĩa là gì? Một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Bé hơn nữa thì có A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ. Tức là nhớ là chúng ta phải đọc các cái mục đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta đọc câu hỏi cuối bài. Tại sao chúng ta phải đọc câu hỏi? À, chúng ta thấy là bước số 4 mới tới đọc nội dung. Có người nói trời nãy giờ ba bước mà chưa có bước nào được đọc nội dung hết. Tại sao chưa đọc nội dung đọc câu hỏi để làm gì? Thì thầy nói cho các bạn biết một bí mật mà nhiều người chưa có biết. Đó là một cái bài học bất kỳ người ta dạy mình rất là nhiều thứ, nhưng cái thứ gì mà người ta hỏi mình thì cái đó mới là nội dung chính. Một cái bài học mà người ta hỏi mình 3 câu nghĩa là bài đó có 3 cái nội dung chính. Người ta hỏi mình 4 câu nghĩa là có 4 cái nội dung chính các bạn nha. Nên là chúng ta ngay bước số 3 là chúng ta phải đọc câu hỏi. Khi mà chúng ta đọc câu hỏi thì chúng ta biết được đâu là nội dung chính của cái bài học này. Tiếp theo nữa là bước số 4 đó là chúng ta đọc nội dung, à tức là nội dung chi tiết bên trong. Và khi đọc nội dung thì chúng ta nhớ phải làm gì đấy? À, chúng ta phải để ý chỉ tay. Chỉ tay nghĩa là sao? Khi đọc mình chỉ vậy nè các bạn. Các bạn có thể dùng cây bút cũng được, cái ống hút cũng được, chiếc đũa cũng được. Nhưng thầy khuyến khích là dùng cái ngón tay của mình. Bởi vì tất cả những cái thứ khác thì có thể có mình dùng, có lúc không có để dùng. Nhưng ngón tay thì nó luôn luôn đi theo chúng ta. Vì vậy thói quen của thầy đó là thầy dùng cái ngón tay để thầy chỉ như này. Khi thầy đọc thầy chỉ này. Tại sao thầy chỉ như vậy? Bởi vì mắt của con người chúng ta dù là học sinh hay là người lớn thì là đều có một cái xu hướng đó là đọc lại cái nội dung đã đọc. À, tức là rất nhiều người họ đọc xong đến dòng số 3, đúng ra họ phải đọc dòng số 4, cái tự nhiên họ lại đọc ngược đến dòng số 3. Cái hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng đọc lại. Mà nếu mà chúng ta cứ đọc lại như vậy thì các bạn đọc sẽ rất là chậm. Vì vậy khi đọc các bạn nhớ phải dùng cái ngón tay để chỉ. Và bước số 5 là chúng ta đánh nhịp. Có nội dung trả lời. Đánh dấu thì chúng ta dùng cái bút highlight như thế này. À, chúng ta sẽ highlight lên những cái nội dung và trả lời cho cái câu hỏi ở bước số 3. Nhớ là khi đọc là ta đọc quá một lượt, xong rồi chúng ta đọc lại. Và khi chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ đánh dấu những cái nội dung để trả lời những cái câu hỏi ở bước số 1. Và cuối cùng là chúng ta vẽ một cái sơ đồ hình ảnh hoặc là một cái sơ đồ mind map các bạn nha. Rồi, bạn nào vừa nãy vừa cô mà chia sẻ màn hình mà cứ vẽ lên màn hình thế nhỉ? Hả, à, bạn nào vậy? Bạn Phương sao lại học trễ thế à? Học tối trễ thế à? À, rồi, vừa rồi thì các bạn vừa được xem cái video của thầy Nguyễn Hùng Phong hướng dẫn chúng ta 6 bước chuẩn bị bài ở nhà đấy các bạn. Đó. Thì các bạn chúng ta hay cho cô biết là thường thì các bạn chúng ta chuẩn bị bài như thế nào, có cái phần nào nó giống với lại cái nội dung của thầy Phong vừa chia sẻ với chúng ta không? À, có bạn nào chúng ta có thể là chia sẻ về cái vấn đề mà chuẩn bị bài của mình không? Các bạn đi học chúng ta thường có hay chuẩn bị bài không nhỉ? À, có nghĩa là ví dụ như ngày mai mình học các cái môn học ấy thì là mình sẽ chuẩn bị bài như thế nào? Đây. Cô thấy có một cánh tay giơ lên rồi, cô thấy bạn Anh Khôi. Rồi, cô mời Anh Khôi mở mic nha, chia sẻ cùng các bạn ạ. Em được cô có. Rồi, Anh Khôi ơi, con giới thiệu về mình nha. Dạ, em được cô, em học lớp 3, em tên là Lê Nguyễn Anh Khôi. Rồi, ba từ để nói về anh Khôi là gì nhỉ? Dạ. À, ba từ để nói về đặc điểm của con là gì? Dạ, vui vẻ,
Rồi vui vẻ được. Hết à? Rồi anh Khôi ơi, anh Khôi hãy chắc chắn là cô biết là Khôi sẽ còn nhiều đặc điểm tốt lắm, nhiều đặc điểm tốt về mình ấy. Cho nên anh Khôi hãy suy nghĩ và xem là mình có những cái đặc điểm gì tốt nha. Mình sẽ kể về ba đặc điểm tốt của mình nha. Anh Khôi nha. Rồi cô hỏi anh Khôi là thường con đi học thì con có xem trước bài, con chuẩn bị bài trước khi đến lớp không? Dạ có, con xem lại bài. À, con xem bài trước khi lên lớp đúng không? À ví dụ ngày mai học cái bài gì đó thì con hôm nay con chuẩn bị cho ngày mai thì con hãy mở bài đó ra con xem trước, có xem không? Dạ có. Có học trước không? Dạ có, con đọc lại bài xong rồi kiểm tra lại bài sai cái gì con sửa lại. À đó là bài cũ phải không? Con có ví dụ ngày mai là bài tập đọc này, ngày mai con năm nay con học lớp 3 đúng không? Dạ. Ví dụ ngày mai là bài tập đọc là bài hai bàn tay em đi, thì hôm nay con chuẩn bị bài đó như thế nào? Con chuẩn bị là con đọc trước xong rồi lên trường con thi đọc. Con đọc con chỉ đọc thôi. Con đọc thôi, con có làm gì nữa không? Con chỉ đọc bài thôi, con có làm gì nữa không? Xong rồi con nhờ mẹ đọc chính tả cho viết nữa. Rồi còn gì nào? Rồi cô cảm ơn anh Khôi nha. Vậy thì việc mà chúng ta chuẩn bị bài ấy thì là ngoài việc con đọc ra thì con sẽ phải là đọc cái câu hỏi cuối bài ấy, sau đó mình trả lời câu hỏi cuối bài để mình tìm hiểu nội dung chính của bài nha. Anh Khôi nha. Đó là cái phần rất quan trọng đó, bởi vì một cái bài của chúng ta ấy, thì cái nội dung của cái bài đó là cái nội dung cần ghi nhớ, cho nên chúng ta phải xem trước bài, chuẩn bị bài, trả lời các câu hỏi để mình có kiến thức, mình nắm được kiến thức rồi ngày mai lên lớp mình sẽ giơ tay phát biểu bài nha, để mà mình chia cái kiến thức của mình ha về cái nội dung của bài đó nha anh Khôi nha. Rồi cô cảm ơn thôi. Rồi nãy cô thấy có bạn một bạn giơ tay, bạn hồi nãy là bạn 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 Thùy Hương. Thùy Hương ơi, mời con mặc mic nha. Dạ chào cô. Thùy Hương là con thường là con có thực hiện chuẩn bị bài. Các kiến thức chuẩn bị bài giống như là cái video lúc nãy mà cô vừa chiếu, thầy Phong vừa hướng dẫn không? Dạ có, con chuẩn bị đúng hết luôn. Tại vì là lúc đầu thì con chưa biết, xong rồi con học qua cái đó rồi con vừa học với mợ. Mợ của con là mợ con kêu là nên áp dụng cái đó vào học, cái đó sẽ tốt hơn. Và con áp dụng thì nó sẽ ngắn gọn hơn, nên thành ra con hay thường áp dụng cái đó. Rất là tuyệt vời. Rồi, các bạn còn nhớ không? Đầu tiên là làm gì? Thì Dương có thể nhắc lại cho các bạn biết nào. Bước chuẩn bị bài đầu tiên là gì ạ? Bước 1 là đọc tiêu đề của bài. Rồi, bước 2 đọc các mục bé mục lớn. Bước 3 đọc câu hỏi cuối bài. Bước 4 đọc nội dung. Bước 5 đánh dấu những nội dung để trả lời những câu hỏi. Bước 6 là vẽ sơ đồ hình ảnh, sketch note hoặc Winmap để tóm tắt bài học. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Cô cảm ơn Thùy Dương nha, đã chia sẻ về cái 6 bước chuẩn bị bài. Các bạn chúng ta nhớ chưa? Vậy thì đầu tiên các bạn ạ, đầu tiên là chúng ta sẽ đọc cái bài ngày mai ấy, mình học ấy, thì mình mở ra ngày hôm nay mình xem trước này, là ngày mai mình đọc cái bài gì, là đọc tiêu đề. Và các bạn có thể xem cái bức tranh minh họa cho cái bài đó, nó giúp cho chúng ta sẽ nhớ hơn về cái tên bài cái ngày mai mà mình bắt đầu học nha. Rồi, cái thứ hai nữa là các bạn biết không? Mình sẽ đọc mục lớn, mục bé. Mục lớn là ví dụ như là một lớn, hai lớn, ba lớn á. Thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn cái nội dung của cái 6 bước chuẩn bị bài ở nhà nha. Đây. Các bạn chúng ta hãy quan sát lên. Rồi. Đây. Cô mời các bạn chúng ta sẽ quan sát lên cái màn hình nha. Thì đây là 6 bước chuẩn bị bài ở nhà mà cô tóm tắt bằng mind map các bạn nha. Đó,
Thì trong cái chương trình học khóa học chương trình nhớ học đường này rèn các cái phương pháp kỹ năng học tập nhẹ nhàng ấy, thì nó có cái phương pháp là vẽ mind map. Đây là một cái phương pháp giúp cho các bạn chúng ta học bài nó rất là nhanh và nó phù hợp với lại cái bí mật bộ não chúng ta nha. Đó là có màu sắc này, rồi có cả chữ số, có cả chữ viết này, rồi có cả các cái hình ảnh này các bạn này, rồi có cả cái sự liên tưởng này là đó, rồi có sự sắp xếp đó, thì nó phù hợp với lại cái bí mật bộ não chúng ta. Cho nên cái việc mà học bằng cái mind map ấy sẽ giúp cho các bạn ấy, chúng ta sẽ tóm tắt nội dung và chúng ta sẽ ghi nhớ nội dung rất là tốt các bạn nha. Thì 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn vào đây thì chúng ta thấy không, nếu như mà cái 6 bước chuẩn bị bài ở nhà này ấy, ở trong cái cuốn siêu trí nhớ học đường ấy các bạn nha, có bạn nào có cái cuốn siêu trí nhớ học đường này thì các bạn chúng ta thấy là nó phải 3-4 trang để mô tả cái 6 bước chuẩn bị bài ở nhà. Tuy nhiên thì tóm tắt lại nó chỉ là trong một gói gọn trong một tờ giấy A4. Cái này cô vẽ trong giấy A4 các bạn nhé. Đấy, và nó rất là ngắn gọn. Đấy, thì các bạn thấy không? Chủ đề sẽ là 6 bước chuẩn bị bài ở nhà. Nó sẽ là cái hình trung tâm ở giữa các bạn nhé. Phần này thì cô cũng giới thiệu sơ sơ để cho các bạn hiểu thêm về cái sơ đồ mind map, cái phương pháp học tập ghi chép thông minh thuộc bài tại lớp nha. Đó, vậy thì chúng ta vừa xem video thì chúng ta biết được nội dung của cái 6 bước chuẩn bị bài ở nhà như thế nào nha. Đây, thì bước thứ nhất ấy là đọc tiêu đề rồi xem tranh. Đó. Rồi bước thứ hai là đọc mục lớn, là mục 1 lớn, 2 lớn, 3 lớn, 4 lớn gì đó trong các cái bài đó của mình nha. Rồi đọc tới mục bé. Mục bé thì mục 1 nhỏ, 2 nhỏ này, hoặc là A nhỏ, B nhỏ thì đó là các mục bé các bạn nhá. Đó. Rồi thứ ba là chúng ta đọc câu hỏi cuối bài. Đó, thứ ba là đọc câu hỏi cuối bài. Rồi, thứ tư là mình mới đọc nội dung của bài. Có nghĩa là sau khi chúng ta xem tiêu đề rồi này, đọc mục lớn mục bé này, đọc câu hỏi này, sau đó mình mới quay lại mình đọc nội dung của bài. Đó. Vậy thì khi đọc nội dung của bài các bạn lưu ý điều gì? Đó là chúng ta nên dùng tay để chỉ ha các bạn nhá. Nên dùng tay để chỉ. Chúng ta không nên là cầm hoặc chúng ta để dưới bàn mà chúng ta chỉ dùng mắt để nhìn thôi. Thì bởi vì là cái mắt của chúng ta nó có cái xu thế, xu hướng là đọc lại. Có nghĩa là khi chúng ta nhìn ấy, chúng ta đọc dòng thứ nhất rồi, dòng thứ hai, tới dòng thứ ba, nhưng có khi mình lại quay lại mình đọc dòng thứ hai. Và vì chúng ta sợ đọc lại cho nên nếu mình không chỉ tay mình đọc sẽ bị chậm. Vậy thì chúng ta chỉ tay. Chỉ tay thì làm sao? Đọc chậm thì mình chỉ tay chậm. Nếu như lúc nào đó chúng ta đọc nhanh thì chúng ta chỉ tay nhanh. Chỉ tay nhanh nha các bạn ha. Đó. Thì cái việc chỉ tay này nó là một cái kỹ thuật và nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu chúng ta đọc thường xuyên, chỉ tay thường xuyên thì giúp chúng ta đọc nhanh. Mà những cái người mà đọc sách siêu nhanh ấy là những người mà người ta dùng cái phương pháp là chỉ tay. Ban đầu là chỉ tay các bạn nhé. Ban đầu chỉ tay một dòng. Sau đó khi người ta đọc nhanh được rồi thì người ta có thể chỉ đọc hai dòng liên tục. Và nếu như cái khả năng đọc nhanh rồi thì người ta chỉ cần dơ qua một lượt thế này là người ta đã đọc được 4-5 dòng các bạn ạ. Nha. Đó là cái kỹ thuật của cái người mà đọc sách nhanh ý, thì người ta phải dùng cái đầu tiên là phải bằng phương pháp chỉ tay các bạn nha. Đó là bước thứ 4 rồi nè. Rồi, sau đó thì là cái bước xác định cái nội dung của bài ấy là chúng ta sẽ dùng bút màu nha các bạn nha. Chúng ta dùng bút màu nhé. Ví dụ như các bạn chúng ta có thể dùng màu, bút màu hoặc là bút dạ quang á, để mình đánh dấu cái câu trả lời cho câu hỏi. Bởi vì những cái câu trả lời của câu hỏi nó chính là nội dung chính của cái bài đó nhá. Vậy thì các bạn chúng ta có thể dùng cái màu màu đỏ cho câu hỏi 1, trả lời gạch chân dưới những câu trả lời cho câu hỏi 1. Các bạn hãy dùng màu xanh để chúng ta gạch chân cho câu trả lời câu hỏi 2, để các bạn chúng ta phân biệt và cái màu sắc đó giúp cho cái não chúng ta nó phân biệt rõ ràng câu nào, ý nào trả lời cho câu hỏi nào. Hoặc là chúng ta có thể dùng là cái màu tím để cho cái câu hỏi số 3, ví dụ như thế nha. Màu tím để dành cho câu hỏi số 3. Như vậy thì chúng ta hãy dùng xuyên suốt nha, xuyên suốt. Màu đỏ là sẽ mặc định là câu 1, màu xanh sẽ là mặc định câu 2 và màu tím sẽ mặc định cho câu 3. Ví dụ thế, có câu 4 thì chúng ta lại lấy màu khác nữa. Thế thì
các cái bài mấy các cái môn mình chuẩn bị chúng ta đều sử dụng màu như thế để mình gạch chân dưới những câu trả lời. Đó, đó là cách chúng ta chuẩn bị bài. Thế thì ngày mai lên lớp chúng ta nghe các thầy cô giáo giảng, thế là chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi. Chúng ta sẵn sàng giơ tay phát biểu bài, đúng không? Sẵn sàng chia sẻ cái kiến thức của mình. Thế thì làm cho chúng ta lại nhớ kiến thức hơn. Nha các bạn nha, nhớ kiến thức hơn và kiến thức đó để chúng ta lặp lại lần thứ hai. Nó sẽ từ từ nó sẽ đưa cái trí nhớ đó, cái kiến thức đó thành cái trí nhớ dài hạn của chúng ta. Các bạn nha. Đó. Rồi bước thứ 6. Đó là chúng ta sẽ ghi chép lại bằng sơ đồ hình ảnh hoặc là sơ đồ mind map. Vậy thì sơ đồ hình ảnh là gì? Là chúng ta có thể là vẽ cái sơ đồ đó không có chữ mà chỉ là hình ảnh thôi. Ví dụ như là cái từ đọc ấy thì chúng ta sẽ vẽ cái một người đang ngồi cầm quyển sách chẳng hạn, ví dụ thế, rồi vân vân. Hoặc các bạn có thể là vẽ sơ đồ mind map giống như cô, cái mind map của cô đây này. Đó, là mình tóm tắt cái nội dung của 6 bước chuẩn bị bài bằng cái sơ đồ mind map như này. Nhìn vào đây là các bạn chúng ta biết được 6 bước chuẩn bị bài là những bước nào. Đó, đúng không? Rồi, có hai bạn đang giơ tay. Bây giờ cô mời một bạn sẽ nhìn vào cái mind map của cô. Có thể nói lại 6 bước chuẩn bị bài ở nhà nha. Ai có thể nhìn vào đây và trình bày cho cô 6 bước chuẩn bị bài ở nhà nha. Nào. Đây cô thấy có, cô mời Hoàng Sâm, An Nguyễn. Cô mời con bật mic nha. Dạ em thưa cô là con tên Sâm An, con học lớp 6. Có ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực, tự tin. Mong mọi người cổ vũ cho con nhé. Rồi mọi người cổ vũ cho An Nguyễn nha, cho An nha. Rồi An ơi, con nhìn vào cái sơ đồ của cô, con có thể là nói được 6 bước chuẩn bị bài ở nhà không? Dạ con thưa cô là bước 1 đọc tiêu đề, xem tranh. Bước 2 là đọc mục lớn, mục bé. Bước 3 là đọc câu hỏi. Bước 4 là đọc nội dung. Và trong đọc nội dung thì chúng ta nên chỉ tay. Bước 5 là lấy bút highlight gạch nội dung chính. Bước 6 là ghi chép bằng sketch note hoặc là mind map ạ. Rồi rất là tuyệt vời. Thì ở đây cái bước thứ tư ấy là chúng ta sẽ đánh dấu cái câu trả lời, đánh dấu các câu trả lời bằng bút highlight hoặc là bút dạ quang hoặc bút màu ha các bạn ha. Đó. Thì cái câu trả lời đó chính là nội dung của bài đấy các bạn nha. Đó. Rồi là ghi chép bằng sketch note, có nghĩa là ghi chép bằng hình ảnh các bạn nha. Sketch note có nghĩa là hình ảnh đó, hoặc là ghi chép bằng mind map. Đó thì là các bạn chúng ta có thể ghi chép nhanh ha, dùng bút màu chúng ta hãy vẽ ra và viết ra những ý chính của bài ha, chọn những cái từ ngắn gọn để chúng ta tóm tắt. Thì sau khi các bạn học mind map ấy, các bạn ơi, chiều mai sẽ chiều chủ nhật đấy, sẽ có cái lớp học ghi chép thông minh thuộc bài tại lớp học mind map nha. Cô mong là các bạn chúng ta sẽ tham gia lớp học đó để mình học cái cách vẽ mind map nha. Vẽ mind map để mình học, mình ứng dụng vào việc học tập của mình nha. Rồi cô rất là cảm ơn bạn Nguyễn, bạn An đã